Xin chào tất cả các bạn, mình là Vũ. Hôm nay thì trailer cuối cùng của bộ phim Snake Eyes Nhãn Xà đã ra mắt. Bây giờ thì mình cùng đến nhanh xem trailer này sẽ như thế nào nha mọi người. Let's go. Ngầu thế nhờ. You saved my life. Why? I'm not a murderer. I looked into your eyes and I saw honor. I owe you. We are going home. I don't have a home. Not yours. Mine. What is it exactly you do? For 600 years, our ninja have brought peace to the world. But things have changed. I need warriors like you to become the future of the clan. It's yours, if you want it. Let's go. Let's go. I can't change your past. I can offer you. To make you an offer, Tommy. Call me Storm Shadow. Storm Shadow. Như vậy thì cuối cùng thì Snake Eyes sẽ đối đầu với lại Storm Shadow. Trong hai trailer lần trước thì bộ phim đã hé lộ sơ sơ chúng ta câu chuyện sẽ như thế này. Snake Eyes, một người đàn ông có tố chất, đã cứu mạng Lam Ảnh. Và sau đó thì Snake Eyes đã được tổ chức ninja đào tạo để trở thành một siêu ninja, để tiếp tục cái nhiệm vụ là bảo vệ hòa bình. Và trong bộ phim thì Snake Eyes sẽ đối đầu với lại tổ chức khủng bố nguy hiểm Cobra. Nhưng không hiểu lý do vì sao mà Lam Ảnh lại bị lôi kéo bởi cái tổ chức khủng bố này, và cuối cùng là đã đối đầu trực tiếp với lại Snake Eyes. Hấp dẫn đấy. Mình rất là nóng lòng để xem tiếp cái câu chuyện của cuộc đối đầu của những ninja này sẽ như thế nào, và mối quan hệ giữa Snake Eyes và Storm Shadow sẽ đi về đâu. Đây cũng chính là trung tâm của câu chuyện lần này. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên ủng hộ cho mình nha. Hãy dành một giây để đăng ký kênh. Và bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.